Em xin chào tất cả các bác yêu Lan, tiếp nối phiên buổi trưa ngày 2 tháng 10 năm 2021. Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ, một buổi trưa thật là nhiều niềm vui. Hôm nay thì em có tiếp tục lên cho mọi người những mã hàng đa dạng hiện tại đang có mặt tại nhà em. Và hôm nay thì có thêm cả những dòng kiếm Phan Chí xanh Huế bản lá to rất là đẹp. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship nhé. Các bác có thời gian thì có thể ghé qua cửa hàng để có thể lựa chọn cho mình những giò lan ưng ý nhất ạ. Hôm nay rất là nhiều những dòng hàng nở xuân Tết. Và sau đây thì em sẽ điểm qua chi tiết, báo giá chi tiết từng loại đến các bác ạ. Hôm nay em có về một cái lô hàng siêu VIP của dòng kiếm, hàng VIP cực kỳ luôn. Và thật sự các bác là chưa có một cái lô hàng nào kiếm VIP mà bản lá nó to như thế này. Bản lá láng và bản lá rất là to. Đây là dòng kiếm. Hôm nay thì về có hai loại, đó chính là dòng xanh Huế và Phan Chí nhá. Tuy nhiên thì đây là dòng gieo hạt, nhưng mà đảm bảo các bác là cái lô hàng này chỉ có mãn nhãn và rất là ưng thôi các bác ơi. Đấy, cây của nó đây, bản lá siêu to và rất là đẹp, một bụi của nó đây cũng 2-3 giả hành trở lên và đang cả đẻ măng đẻ con nữa. Nói chung là lô đợt này thì quá VIP rồi. Em về cái dòng Phan Chí thì nhiều hơn, xanh Huế thì chỉ có một khay thôi. Xanh Huế thì chỉ có một khay và đây là Phan Chí này. Bản lá to nhá, bình thường cái kiếm bình thường nó chỉ có một nửa cái bản lá như thế này thôi. Còn lá đợt này vừa ngắn này mà bản lá to đùng. Đây em sẽ cho mọi người này, ví dụ đây là cây trậu xanh Huế này. Đấy, rất là to và đẹp. Tuy nhiên thì qua quá trình vận chuyển, những cái hàng lá to thường nó sẽ không tránh được một chút là nó bị tép một tí lá nhá. Tép một chút xíu lá nó không tránh được hết. Thì các bác hết sức thông cảm. Một bụi to. Kiếm đợt trước nó chỉ bằng một nửa cái này thôi, nửa giả hành nó rơi tầm 150 rồi. Hôm nay một bụi to mà bản lá rất là to đẹp như vậy. Nói chung là hàng này chơi thân lá thì quá tuyệt vời. Tìm mãi mới có một cái nhà vườn gọi là lô, nhà vườn người ta xuất cho cái lô kiếm đẹp như thế. Nói chung là một chậu nó có nhiều giả hành. Đấy, ví dụ như một chậu này nó có nhiều giả hành nhá. Còn một số những cái tép mà những cái giả hành nó già rồi, người ta cắt những cái lá đi nó bị gãy thì không ảnh hưởng gì nhá. Đây em bán cho mọi người một chậu này này. Đấy, những cái chậu kiếm đây là xanh Huế này, còn Phan Chí bên đây. Nói chung là nó xem số lượng thân cũng như nhau thôi. Và một chậu to nhiều giả hành này em bán là 200.000 đồng một chậu nhá. Chỉ có 200 thôi ạ. Thị trường cái loại bản lá to này người ta bán rất là đắt. Ít nhất phải từ 250 đến 300. Tại vì người ta bán theo giả hành, bán theo tép đấy ạ. Đấy, một bụi này em bán 200.000 đồng một chậu nhá. Số lượng có hạn, số lượng có ít thôi nhá. Hôm nay thì em có cập bến thêm một lô vũ nữ hoàng hậu xanh. Phải nói là toàn những cái bụi khủng thôi. Hôm nay thì em có hai loại size, loại size to và loại size nhỏ. Đây ví dụ đây là loại size nhỏ này. Số lượng giả hành trong một chậu thì nó cũng nhiều, nhưng mà nó không được nhiều bằng cái bụi size to khủng to bự như này. Đấy các bác nhìn, một bụi của nó siêu to, bự luôn. Đó, vũ nữ hoàng hậu xanh, một dòng hàng nổi tiếng với vòi hoa rất là dài. Có hai size nhá, cái size này là size nhỏ này, size nhỏ hơn. Loại này là loại 1, loại 1 này thì em bán là 250.000 đồng một chậu. Ây, đi sát gần cho các bác. Loại này, thực ra nó cũng không quá ít giả hành đâu. Còn loại size to này thì nó phải gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Đấy, thì loại size to này thì em bán với giá là 350.000 nhá, 250 và 350 một chậu. Đây là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Vòi hoa của nó thì quá là đỉnh luôn. Lô này cũng nhập rẻ đấy, chứ còn cái bụi to này trước đó em nhớ đâu đó như cái đợt năm vừa rồi có lấy một lô hàng khủng về toàn 450 một chậu hoàng hậu xanh. Cái loại mà hơn trăm thì củ giả hành nó rất là bé, nó chỉ lơ thơ vài giả hành thôi, 2-3 tép thôi. Cái chậu này nó quá nhiều tép luôn. Đấy, rất là nhiều như này. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh vừa mới về. Bổ sung vào cái bộ sưu tập Tết nữa, đó chính là một dòng giả hạc mang tên là giả hạc Pháp nhé. Giả hạc Pháp, một chậu của nó thì rất là nhiều thân, một chậu cây to và rất là dài các bác nhé. Bây giờ là thời điểm gần Tết rồi, cũng không phải thời điểm đầu xuân nữa, nên là các bác không chơi những cái dòng hàng cây giống nữa. Thì đây là những cái chậu thân nó phát triển dài như vậy, năm nay chắc chắn là được thưởng thức hoa. Một chậu nhiều thân, nhiều giả hành. Đấy, nhiều giả hành nhé các bác nhé. Em không đếm hết được tại vì mỗi chậu nó sum xuê và buộc túm như vậy để nó đỡ bị trễ xuống. Hàng này vẫn là hàng chơi Tết năm nay. Và em bán giá yêu thương trong cái đợt mùa dịch này với giá chỉ có 140.000 thôi. Bình thường là 200.000 một chậu giả hạc Pháp đó. Hôm nay thì với giá 140.000 các bác sở hữu một chậu giả hạc Pháp. Rất là nhiều mầm. Đấy, hàng vừa mới về rất là xịn luôn các bác nhé. Một chậu này các bác cứ giữ nguyên như vậy,
và chăm thôi. Và hàng này đặc biệt hơn là nó rất là dễ trồng. Đối với các bác mới tập chơi thì hoàn toàn yên tâm về vấn đề này nhé. Và hàng 100% hàng thân tơ, chơi hoa. Hoa màu tím đậm và rất là thơm, đẹp ạ. Đến thêm một lô đai châu Thái hàng nụ nhá. Lô đợt này thì hầu như là nụ 100% và hàng chơi Tết này. Chậu cây to, đẹp. Đây một bên lá nó phải dài, dài lắm. Đấy. Một chậu này em bán là 170.000 một chậu, lấy hai chậu thì tính 150, à 160 một chậu nhá. Lấy hai chậu tính cùng 160.000 một chậu. Em có một cái bảng hoàng thảo vôi này, rất là nhiều đầu. Thân mập, vôi tím đậm, 200.000. Đấy, bảng này Tết 250 giờ bán 200.000. Thắt ngọn hết rồi. Thắt ngọn vài bữa nữa nó xuống lá các bác nhá. Vôi tím đậm và nở xuân. Em chuyển sang các mặt hàng thuần thì em có đồng đầu tiên đó chính là thanh đạm Indo. Một dòng hàng nổi tiếng của Thái Lan. Và dòng này thì hoa nó bền. Nổi bật nhất đó chính là dòng này hương nó thơm và thành từng chùm. Thành từng chùm như những cái mảnh rủ đấy ạ. Lô đợt này thì bụi về rất là nhiều thân, nhiều tép mà lá nó cũng khá là đẹp nha các bác nhá. Đấy, nhiều tép, nhiều giả hành luôn. Có những lô hàng về nó chỉ có 4 giả hành thôi. Đợt này này, đấy giả hành nó nhiều này. Đấy có những bụi này sum xuê giả hành. Và giá thì em cũng bán với giá như bình thường là 180.000 đồng một chậu thôi ạ. Bình thường là 180. Lô này đáng nhẽ là nhập giá cao hơn đấy. Ngoài thị trường người ta bán hơn 200 một chậu đấy ạ. Đây là thanh đạm Indo, dòng hoa siêu thơm. Em có hai cái chậu Brass hoa màu vàng đốm. Đây ạ, có một bông nở đây, mới nở nên là hoa của nó chưa được vàng đậm lắm, đậm đà lắm. Brass này, một chậu nhiều giả hành để các bác làm giống nhá. Lên mầm rất là khỏe. 120.000 đồng một chậu Brass hoa vàng. Năm cánh trắng họng hồng hàng ươm ki. Đây là cái dòng hàng ươm ki mà đầu video em cũng đã giới thiệu, chia sẻ các bác giống đấy ạ. Mỗi chậu tầm 3, 4, 5, 6 thân. Nói chung là chậu nào mà thân có cả những thân ngắn thì thường nó sẽ nhiều thân hơn. Còn những cái chậu nào thân dài thì nó ít thân hơn một chút. Đấy, trung bình một chậu này thì em bán đồng giá cho các bác dễ. Bởi vì nếu mà phân chia hình ra thì có những chậu nó phải hơn 300.000. Còn đâu em bán đồng giá là 250.000 một chậu nhá. 250 một chậu thôi. Dòng này là hàng ươm ki chuẩn hoa, chuẩn giống nhá. Giá thành những cái năm trước hàng này đúng là hàng VIP luôn. Hàng xịn sò luôn. Giờ thì nó nhân giống nó khá là nhiều, đại trà ai cũng có thể sưu tầm được. Hibiki ạ. Cái dòng đây là dòng hàng Thái Lan. Hibiki cái hoa của nó thành từng chùm rất là đẹp. Đấy. Dòng này thì hoa nó không nó nở rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đây là những cái thân ngắn ngắn nó đang hoa nhá các bác nhá. Còn những cái thân dài nó vẫn còn tiếp tục đi ngọn này. Nên là khi mà nó nở hoa của nó thắt ngọn thì nó phải nói là như một chùm xóa rất là đẹp. Đấy, bông hoa của nó màu tím đậm này. Bụi đợt này rất là nhiều thân và đẹp nhá. Hibiki này với giá là 120.000 đồng một bụi ạ. Một bụi Hibiki. Tiếp đến là đai châu. Đai châu thì em có cái loại đai châu hồng gấm. Hàng này là hàng chậu gỗ, hàng VIP. Hàng chậu gỗ VIP này thì một chậu của nó thì nhiều cặp lá. Nhiều cặp lá nhá. Tính cả lá gốc thì nó cũng rơi trung bình tầm khoảng 8 cặp lá. Hàng này hoa của nó 1 năm 2 lần hoa và rất là thơm, vòi dài. Hồng gấm này thì em bán với giá là 290.000 một chậu. Đây là dạng chậu gỗ, 290.000 hồng gấm. Còn một loại hồng gấm nữa đó chính là hàng chậu nhựa. Hàng này thì cây giống nó nhỏ hơn. Đấy, thì ra nhỏ hơn nhưng mà để làm giống thì cây này nó cũng đã đủ tuổi để cho hoa rồi. Loại chậu nhựa này thì em bán 150 một chậu thôi ạ. Thông thường thì cái này là 170, 180 đấy ạ. Cái này em bán 150. Cái lá vận chuyển thì nó sẽ hơi xước xác một tí nhá các bác nhá. Các bác thông cảm nhá. Cái hàng hồng gấm loại nhỏ nhỏ này 150 là bán giống không bác. Có hai chậu Parasi thân thòng. Hàng Tết rất là đẹp, dòng này hoa rất là thơm này. Em gọi đây là chậu số 120.000, có một chậu 120.000 này. Của một thân dài đẹp này. Có một thân nhỏ kia nó bị hư đầu ngọn thì không tính nhá, em tính thân dài thôi. Bởi vì hàng Tết này em bán 200.000 một chậu lúc đang hoa cơ, giờ bán giống được bác. Chậu số 2 này, cũng một thân 100.000. Đấy, 100.000. Em có mấy cái mắt này là cái mắt che tím yên lập này. Một mắt này. Đây cái này cũng đang nhú mắt đây này. Còn đây là cửu long của đây là mấy cái mắt của ám cổ Văn Giang. Đây cả cái chỗ lô này em bán cho các bác là 100.000. Bình thường là 80.000 một mắt đấy. Bây giờ em còn một lô này có những cái mắt nó lên rồi. Có những mắt thì nó mới nhú như một chút xíu. Em bán luôn cả lô nhá. Cả cửu long cao phong và che tím yên lập là 100.000 cái lô này. Đai châu thì ngoài ra em còn có cái loại đó chính là cái loại size to này.
Ôi, đợt này nó size nó to lắm, hai bên lá nó phải hơn gang rưỡi tay của em này. Nó còn có một số cây còn có đang có nụ cơ. Cái trâu này là trâu Thái, và trâu Thái này thì cây đợt này to, nó chưa cho lên chậu gỗ thôi. Nếu mà cho lên chậu gỗ, chậu này xứng đáng cũng phải hơn 250. Đó, em bán 170.000 thôi nhá, bởi vì nó đang nằm ở chậu nhựa. Thực ra đóng chậu nhựa nó dễ dàng hơn là đóng chậu gỗ, bởi vì đóng chậu gỗ đi nhiều khi nó bị sộp sạch, nó nhanh bị hỏng, nó bị hư. 170 một cây, và lấy hai cây thì tính 160 nhá. Còn bên đây là cái dòng đai châu có phân màu. Thì đây là cái dòng cam lửa. Màu cam lửa thì nó rất là rực rỡ và đẹp. Đấy, cái chậu cam lửa. Đợt này cam lửa phân màu, thân lá của nó rất là xanh. Loại cam lửa này em bán 130 thôi. Nó sẽ nhỏ hơn cái cây kia một chút xíu, nhưng dòng cam lửa này nó nhập vào nó hơi cao tiền hơn nữa cái dòng khác. Đấy, cái dòng cam lửa ít khi phân được màu. Tiếp nữa đó chính là Kodak Koki. Đấy, ai đã từng chơi Kodak Koki thì biết rồi, đây là cái dòng hàng hoa rất là thơm. Nó cũng là anh em họ hàng với Cửu Bảo Tiên đấy ạ. Đấy, nếu các bác lấy cái dòng có thể chơi sưu tầm hai loại, mỗi loại một cây. Bởi vì hai dòng này nó khá tương tự nhau. Kodak Koki đợt này cây cũng khá là nhiều cặp lá nhá. Em bán một chậu với giá 170.000 và mua hai chậu còn 160. Loại nào mua được giảm giá nhiều thì em sẽ báo giá chi tiết hơn. Và đây là cái màn hoa của Kodak Koki các bác này. Cái vòi hoa của nó rất là dài. Và dòng này thơm, bông to, rất là thơm. Đấy, trồng chậu rất là đẹp, hoặc là có thể trồng lên gỗ. Có 170 một cây thôi. Cái này các bác phải trồng một thời gian, khi mà nó ra hoa mới thành một tác phẩm được. Chứ giờ mà mua cái hàng tác phẩm thì chắc chắn là không có, người ta ít bán á. Tiếp nữa là dòng kiếm á. Em có cái dòng kiếm Thái này nhá. Dòng kiếm Thái này hoa của nó đẹp và hoa vàng, kiếm Thái hoa vàng. Một bụi của nó tầm khoảng 2 đến 3 tép. Chậu cũng nhiều dạ hành và thân lá rất là cao to, đẹp, với giá là 140.000 một chậu nhá. Kiếm Thái này em bán 140 một chậu ạ. Em có chậu đen rũ mắt đen rất là nhiều thân này. Chậu này nó đang thắt ngọn xuống lá thôi. Đấy, xuống lá này. Và rất là nhiều mầm gốc. Giò này em bán 230.000 ạ. Có duy nhất một giò. Hàng này là hàng chơi Tết. Tết mua hơn 300-350 một giò đấy ạ. Đây ạ, và cái mặt hàng không khí này. Không khí này em bán 70.000 đồng một chậu nhá. Không khí này thì nó có ra hoa. Khi ra hoa thì thân lá nó sẽ hơi đổi màu sang một chút. Thực ra cái dòng đổi màu nó đẹp. Đấy, một bụi to, phải có thể tách thành những cái chậu, những cái cây nhỏ. Các bác xiên vào những cái dây cuốc ấy. Đấy, treo ở trong cửa, bên cửa sổ này, hoặc là hiên nhà, ban công. Dòng không khí này có tác dụng là thanh lọc không khí và làm đẹp trang trí nhà cửa. Một bụi rất là đẹp này với giá 70.000. À quên, 60.000 thôi. Hôm nay bán 60.000 nhá. Bình thường 70.000, hôm nay bán 60.000 ạ. Tiếp đến cắt lay da nhá. Cắt lay da thì em sẽ cho mọi người xem cho mọi người tình trạng cây trước. Rồi tí chút xíu nữa em sẽ đưa cho mọi người đi xem từng mặt hoa của từng loại. Bởi vì đây là cát, dòng cát phân màu. Các bác nhìn rõ cho em giá này và tình trạng cây, để tí nữa mình có thể xem mặt hoa nào mình ưng thì mình chọn nó dễ. Em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại. Đầu tiên thì là dòng cát trắng kim cương. Dòng này em bán chạy hàng nhất và dòng này hoa rất là thơm. Trung bình một bụi này nó nhiều thân, nhiều giả hành và đang lên cả những cái mầm rất là đẹp này. Chậu này trồng chậu phi to, hoa màu trắng, thơm, đẹp, bông to, sai hoa. Một chậu này em bán 200.000 đồng một chậu nhé. Cát này chạy hàng nhất nhà em. 200.000 một chậu cát trắng kim cương. Loại thứ hai, hàng mới về, đó chính là cát trắng môi tím ạ. Bụi này thì bụi siêu khủng các bác ạ. Bụi này khủng và rất là to. Thực ra một số cây thì có mèo nụ, nhưng các bác lưu ý này, để các bác, một số bác khi mà đến nơi ấy, có thể cho cái thời tiết này nó hơi nóng, họ để trong thùng cái mèo nụ của nó sẽ không bảo toàn được. Thì mọi người hết sức thông cảm nhé. Một chậu to như vậy em bán cho mọi người với giá 260 một chậu cát trắng môi tím. Cái này tí mặt hoa mọi người xem cũng rất là đẹp nhé. Đấy, bụi nó to gấp rưỡi loại này luôn. Đây, em cho mọi người cát trắng kim cương để các bác so sánh này. Hai cái chậu này nó khủng nó như nào. Đấy, độ 200 và 260 nó khác nhau như nào nhá. Loại này là loại bụi khủng. 260.000. Cái màu trắng môi tím này. Em còn duy nhất một chậu chậu này, đó chính là cái chậu cát hồng cánh sen. Hồng cánh sen là bình thường 280, nhưng mà thân của nó thường là cái giả hành nó rất là to. Nó nặng, nó hay bị kiểu gập như thế này này. Còn duy nhất một bụi này nhá, em bán cho các bác với giá 200.000 nhá. Về các bác làm giống, một bụi nhiều giả hành lắm, nhưng mà nó bị gập một số những giả hành, nên là em bán cho mọi người 200. Đấy, 280 rồi còn 200 cái màu hồng cánh sen. Tiếp đến là những cái chậu hồng đại ạ. Dòng hồng đại này thì bông của nó to, rất là sai. Chậu của nó cũng nhiều giả hành ạ. Hồng đại này bụi nhiều giả hành, em bán là 160.000 đồng một chậu nhé. 160.000 một chậu hồng đại. Còn tiếp theo đây là trắng lưỡi hồng. Dòng trắng lưỡi hồng 130.000. Mỗi loại nó sẽ có mức giá tiền khác nhau. Các bác nhìn kỹ tình trạng cho em ạ. Trắng lưỡi hồng hàng chuẩn hoa này.
130.000 đồng một chậu. Và một loại mới về nữa đó chính là dòng cát Bảo Nghi nhá. Dòng cát Bảo Nghi này thì bụi của nó cũng to, nhiều giả hành. Em nhấc cho mọi người tạm lên này. Đấy, nhiều giả hành và cái dòng này cũng đang có mèo nụ nhá. 160.000, đây là cát Bảo Nghi. Chút xíu em sẽ cho mọi người xem màn hoa. Bảo Nghi 160 ạ. Một dòng cát đại nữa đó chính là dòng kim cương xanh. Giò này cũng nhiều giả hành nhá, 160.000 dòng kim cương xanh. Một màu nữa đó là màu xanh. Màu xanh này là màu xanh xanh ngọc. Xanh ngọc này một chậu này em bán 100.000 thôi. Đấy, cái lá của dòng xanh này nó hơi giòn nên nó hơi xước xát một tí, em bán 100.000. Tiếp đến đó chính là màu cam lửa này. Cam lửa thì nó còn vài chậu nó hơi xấu, em bán 50.000 một chậu nhá. Cam lửa này nó xấu lắm. Cam lửa dạ hành nó hơi lưa thưa, em bán 50.000. Còn một chậu đỏ đô này. Cái này ghi tên hết rồi nhá, có tên tuổi rõ hàng nhá, hàng cắt tem đấy. 100.000 đỏ đô. Còn đây là trắng Anna. Đây hôm trước bán 250 giỏ này đây. Mấy lần khách hỏi nhưng không gửi được. Bây giờ em bán 150. 150 cái giỏ trắng Anna này, bụi này nhiều thân. Còn đây là màu hồng. Hồng này, hồng củ già hành to này, 100.000. 100.000 cái chậu hồng. Em có combo màu vàng thanh lý nhá. Hai cái combo này em bán 101 hai chậu. Màu vàng này thân của nó hơi còi, nó hơi lỏng lẻo về các bác. Trồng thì phải cố định bằng que. Cái này em bán combo hai bụi luôn, 110. Em sẽ lên cho mọi người những giò giả hạt Hawaii. Hàng này cũng là một dòng hàng nở xuân Tết và em sẽ ưu tiên giới thiệu đầu tiên. Em phân cho mọi người thành những hình khác nhau. Như các bác biết rồi, những cái năm trước đây thì dòng Hawaii này cũng là một cái dòng hàng hot và nếu mà các bác sưu tầm là vẫn thường mua phải mua theo thân nhá. Mỗi thân tầm khoảng 150-200 tùy từng chậu. Hôm nay thì em lên cho mọi người những chậu này giá thành nó chỉ từ 300.000 đổ lại thôi. Có chậu có 200.000, chưa đến 200.000. Và cái mặt hoa của Hawaii đây, mọi người có thể tham khảo. Hawaii thì nó sẽ có hai cái mặt hoa chủ phổ biến, đó chính là màu trắng và màu tím nhá các bác nhá. Dòng này thì size hoa cực kỳ. Đấy ạ, đây là cái mặt hoa của giả hạc Hawaii. Em sẽ đi cận cho mọi người xem là cái mặt hoa Hawaii màu trắng đấy ạ. Đấy, đây là màu trắng này. Đấy, màu trắng rất là thơm và rất là đẹp. Còn đây là màu tím này. Đấy, màu tím. Dù là màu gì đi chăng nữa thì hai cái dòng này đều là cái dòng hàng hot và hoa rất là thơm. Đó, em sẽ lên cho mọi người chi tiết từng chậu nhá. Mỗi chậu nhiều thân và giá nó cũng rất là mềm mại với túi tiền của tất cả các bác. Em gọi đây là giò O1 này. Giò O1 gồm 5 thân, 5 thân dài và một số những mầm kia ở dưới. Em bán với giá 200.000. Giò O2 cũng 5 thân. Đấy, có cả dài cả ngắn và đang đi ngọn các bác nhá, 200.000 ạ. O3, giò này 5 thân nhưng có những thân dài hơn, mập hơn. Em bán 210.000 đồng. Các bác nhìn tổng thể một cái giò rất là đẹp như vậy nhé các bác nhé. Đây là giò O3. Tiếp theo O4 ạ. O4 thì là một cái giò cực kỳ là sum xuê luôn. Giò này sum xuê rất là nhiều thân. 2 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 thân. 9 thân cả dài cả ngắn nhé. 300.000, 9 thân. Giò O5, 220.000. Giò này 5 thân nhưng rất là đều nhau nhé. 220. Tất cả những hàng này là hàng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo lên thôi và chơi, chơi qua Tết, chơi xong hoa các bác nhân kỳ ươm giống thoải mái. O6 ạ, 200.000 nhá. Giò này 5 thân này, 6 thân, đây cả dài cả ngắn là 6 thân, 200.000. Và O7 cũng 200.000, 2, 4, 5 thân. Đây cả mầm nhỏ là cũng phải 6, 7 thân này, 200.000. Đấy, về chỉ việc treo như vậy thôi này, đến lúc thời điểm nó thắt ngọn là các bác chờ nó đâm nụ chơi hoa. Hàng này ghép vào chậu thuần rồi, dễ bắn khỏe rồi, các bác về các bác cho thêm phân bón là được. Tiếp đến là những chậu trầm tồng đỏ nhá. Trầm tồng đỏ cũng là một dòng hàng song song vào thời điểm Tết, cho hoa rất là thơm và rất là đậm đà. Em gọi đây là giò D1 các bác nhá. Hàng đợt này cũng khá là mềm mại với giá tiền, bởi vì hầu như là mùa dịch đấy, các nhà vườn người ta cũng bán rẻ. Và thứ hai là em nhập rẻ thì em cũng để cho mọi người ưu đãi thôi, hỗ trợ mọi người. Chỉ có điều là một số nơi các bác không gửi được hàng thì nhiều người cũng khá là tiếc nuối. D1 180.000 hai thân, tí ra có 90.000 một thân rồng đỏ này. Thân này phải dài từ 40 đến 50 cm rồi nhá. D2 một thân. Thân này thì cũng khá là dài, tầm 60 cm, thân mập đẹp, thế uốn cong, đang đi ngọn, 110.000 đồng thôi. Mã D3, một thân thẳng dài cao và một thân nhỏ hơn dài tầm 25 cm.
giá là 160.000. Đây là mã D3 160.000. Đấy. Những cái năm trước rồng đỏ 250 một thân, giờ 160 được 2 thân này. D7 170.000. Đấy, một thân cao dài mập đẹp này. Một thân này tầm 25 cm này. Cũng thân này 25 cm nhưng nó bị hư cái đầu ngọn nên là giò này em bán là 170.000 ạ. 3 thân luôn. Và em có hạ trên vườn thêm một số những cái giò phi điệp tím các bác nhá. Nói thật là phi điệp tím thời điểm này là bán ra với giá rất là rẻ rồi, bởi vì kéo theo, bởi vì cái hàng va thời điểm này nó cũng khá là giảm sút. Nên những cái hàng phi điệp tím, hàng thuần vườn này, những cái hàng này là cái hàng ngày xưa ươm ki lên, toàn những cái mặt hoa đẹp ấy, ươm lên, bán chia thành từng chậu này, chăm bón rất là kỹ càng, cẩn thận rồi. Đợt này thì do cũng ít hàng về nên là em cũng hạ xuống, em giao lưu với các bác. Và mỗi chậu này nó cũng dao động từ 200.000 trở lên thôi. Hơn 200 là có một chậu phi điệp tím dài đẹp. Và hàng phi điệp tím nó dễ trồng nhé. Dòng này nó ưa nắng. Với những cái chậu mà đã ổn định dễ rồi và phân bón đã đầy đủ rồi, về các bác chỉ việc là treo cái móc này lên và chăm tưới thôi. Năm nay là chắc chắn được chơi hoa nhé các bác nhé. Đây em sẽ đi lần lượt cho mọi người từng chậu. Thực ra dòng này thì em có lưu rất là nhiều mặt hoa, bởi vì số lượng nó quá nhiều nên không thể nào nhớ chậu nào mặt hoa nào, nhưng hầu như là đều là nhân ươm ki lên những mặt hoa đẹp mới sưu tầm để lại. Chứ còn những cái dòng mà hàng mặt hoa thường thường ấy thì đã bán đi từ rất là lâu rồi. Ngày xưa mua cái ki ngắn ngắn bé tí xíu này này để bắt mặt hoa ấy, để tìm mặt hoa đẹp ấy, đã 200, hơn 200 rồi. Bây giờ có những thân dài hàng mét mà một chậu của nó 200 được một chậu siêu dài luôn nhá. Em gọi đây là giò P1 này. Giò này hai thân. Thân hai thân này nếu mà duỗi thẳng ra nó phải dài 1 mét rồi, vẫn tiếp tục đang đi ngọn. Cái này thì em trồng theo cái thế là đứng này nên là cái ngọn của nó khi mà dài nó lại hơi chĩu xuống, không ảnh hưởng gì nhá. 200.000 P1, một giò 200.000 siêu dài, ươm ki thân thủ lên đấy. P2 ba thân đẹp, 210.000 đồng. Ba thân này đang đi ngọn này, bản lá xếp đẹp. P3 giò này 4 thân cơ, 4 thân mà rất là dài nhá các bác nhá. Giò này cũng rất là mê ly, 260.000. Dài lắm. Tính ra thì đầu xuân cái hàng phi điệp này nó vẫn rất là đắt. Một giò như vậy tương đương phải 500-600.000. Giò này có hơn 200.000. P4 200.000. Cái mã P4 này thì cái thân phi điệp, thân của nó rất là to mập luôn. Đấy các bác nhìn này. Bản lá đẹp mà thân của nó siêu mập. Đây, thân ngọn của nó này rất là khỏe. Chậu này chậu mẹ của nó còn dài 2 mét cơ. Chậu này em bán 200.000 này. Hai thân dài với cả mầm ki kìa, mầm gốc. Tiếp theo là P5 190.000, hai thân. Đấy, 190 hai thân phi điệp. P6 4 thân. Giò này thân của nó khá là gầy nhưng mà mặt hoa của dòng này thì rất là đẹp. Giò này 4 thân liền nhá. 210.000 đồng. Tính ra có 50.000 một thân phi điệp. P7 280.000. Giò này trước đó 350 đấy, hôm nay em bán 280 đấy. 1 2 3 4 5. Đấy, hạ trên vườn xuống nên là em còn một số giò em bán nốt. Thực ra nhiều khách người ta bảo giữ lại để khách đặt cọc nhưng mà không biết là đến bao giờ mới gửi được, tại vì toàn khách miền Nam thôi. Đấy, 280 một giò, vĩ đại chưa? Đấy, về treo chấn vườn cũng được. Và P8 giò này nhá. Giò này thì thân thủ đẹp, thân này phải hơn mét này, thân này dài hơn mét, đang đi ngọn khỏe này. Đấy, lá xếp đẹp chưa? Một thân này, hai này, ba, bốn thân. Đấy, thân này cũng cân tía đỏ là một chút này. Cân hơi tía đỏ nhá. 230.000. Giò này giò P8 230.000. Em có ba cái chậu phụ nữ ong chúa này. Ong chúa này thì em bán là 190.000 đồng một chậu. Có hai cái ngồng nụ nó rất là dài, dòng này hoa rất là đẹp và thơm. Đây có cái chậu này thì nó bị gãy ngồng nụ này thì em bán là 160.000 nhá. Bán giống, cái dòng ong chúa này hoa của nó rất là sai và siêng. Tiếp nữa là giả hạc hoa hồng đỏ, một trong những dòng hàng đỏ xuân Tết và được rất là nhiều những khách hàng yêu thích. Giả hạc hoa hồng đỏ đợt này thì đó đã đến vào thời điểm thắt ngọn rồi. Đây các bác nhìn này, những cái thân đầu như thế này là nó thắt ngọn vào nhá. Và nó phải rụng hết lá như vậy. Đây như những cái thân tơ nó thắt ngọn, nó rụng hết lá này. Thì khi đến thời điểm nó sưng hoa thì nó sẽ sưng mắt nụ vào đây. Đấy, em có 4 bảng giả hạc hoa hồng đỏ, em quay cho mọi người chi tiết từng bảng như sau. Em gọi đây là bảng số 1 này, một bảng giả hạc hoa hồng đỏ 210.000 đồng. Bảng này gồm có 2 thân này, 4 này, 6 này, 8 này, 10,
Nói chung là tính cả những cái thân ngắn ngắn nữa thì nó phải rơi tầm hơn 10, 12, 13 thân gì đó. Bảng này 210.000 đồng thôi ạ. Bảng số 2, bảng số 2 này 240.000. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 11 thân. Nhưng bảng này thì có cả thân dài hơn, đều hơn. 230.000 nhé. Bảng số 2, 230 nhé. Bảng số 3, bảng này thì rất là nhiều thân nhưng mà nó đã thắt ngọn và xuống cả lá này, các bác nhìn chưa? Đây những cái thân mà nó xuống lá nhé các bác nhé. Cũng là thân tơ nó xuống lá này. Bảng này sum xuê rất là nhiều thân. 260.000. Bảng này sum xuê lắm. Có cả những thân có còn lên cả ki trên thân cơ. Đây cả những thân này lên ki rất là nhiều. 260.000, bảng số 3. Và cuối cùng là bảng số 4 ạ. Bảng số 4 thì bảng thân này nó mập nên nó hơi ngắn một tí xíu. Còn đâu là thân của nó thì sum xuê rất là nhiều đầu. Nhiều đầu lắm, không đếm được hết. Đấy, cái bảng số 4 này 220.000 nhá. Đấy, bảng số 4. Đây là giả hạc hoa hồng đỏ ạ.